Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đến với phần gôi, phần từ vựng của bài 32. Đài 32 ka. Kotoba. Undou shimasu. Từ đầu tiên, undou shimasu, viết bởi hai chữ Hán là chữ vận và chữ động, và ý nghĩa của nó cũng tương tự, nghĩa là vận động. Seikou shimasu. Seikou shimasu, chữ Hán là chữ thành và chữ công, nghĩa là thành công. Thành công ở lĩnh vực gì, thành công cái gì thì chúng ta sẽ có cách kết hợp là danh từ cộng với trợ từ ní và cộng với seikou shimasu. Shippai shimasu. Shippai shimasu nghĩa là thất bại. Chữ Hán của nó cũng là chữ thất và chữ bại. Và tương tự như seikou shimasu thì shippai shimasu, thất bại cái gì, chúng ta cũng có sự kết hợp là danh từ cộng với trợ từ ní và shippai shimasu. Gokaku shimasu. Chữ Hán là chữ hợp và chữ cách. Ở đây chúng ta có một ví dụ là shike ni gokaku shimasu. Chữ Hán của shike là chữ thí và chữ nghiệm. Và cả cụm từ này thì có nghĩa là thi đỗ. Vậy thì gokaku shimasu có nghĩa là đỗ cái gì đó. Yamimasu. Yamimasu nghĩa là tạnh. Mưa tạnh thì sẽ là amega yamimasu. Haremasu. Haremasu, chữ Hán là chữ tình, nghĩa là trời nắng đẹp. Kumorimasu. Kumorimasu, chữ Hán là chữ đàm, nghĩa là trời có mây mù hoặc là u ám. Suzukimasu. Suzukimasu, chữ Hán là chữ tục, nghĩa là tiếp tục cái gì đó, tình trạng nào đó vẫn tiếp tục, vẫn kéo dài. Ở đây chúng ta có ví dụ là netsu ga suzukimasu. Chữ netsu này là chữ Hán là chữ nhiệt. Vậy thì cả cụm từ có nghĩa là chưa hạ sốt hoặc là cơn sốt vẫn kéo dài, vẫn tiếp tục. Hikimasu. Hikimasu, chữ Hán là chữ dẫn. Và ở đây chúng ta có cả cụm là kaze o hikimasu, phong, tà và dẫn, nghĩa là bị cảm cúm. Các bạn chú ý là mặc dù đều đọc là kaze, thế nhưng mà từ này nghĩa là cảm chứ không phải là gió. Chữ Hán của nó khác nhau. Hiyashimasu. Hiyashimasu, chữ Hán là chữ lạnh, nghĩa là làm lạnh. Komimasu. Komimasu, chữ Hán là chữ nhập. Chúng ta có ví dụ là michi ga komimasu, đạo và nhập, nghĩa là đường đông. Tsukimasu. Tsukimasu, chữ Hán là chữ không. Ví dụ ở đây là michi ga tsukimasu, đạo và không, nghĩa là đường vắng. Demasu. Demasu, chữ Hán là chữ xuất, nghĩa là tham gia vào cái gì. Ở đây chúng ta có hai ví dụ là shiai ni demasu và party ni shimasu. Party ni demasu. Shiai ni demasu, thí hợp và xuất, nghĩa là tham gia trận đấu. Thế còn party ni demasu nghĩa là dự tiệc. Muri o shimasu. Muri o shimasu nghĩa là quá khả năng, viết với hai chữ Hán là chữ vô và chữ lý. Jūbun. Jūbun, chữ Hán là chữ thập và chữ phần. Đây là một tính từ đuôi na, nghĩa là đủ. Ví dụ như là có đủ tiền hay là ngủ đủ giấc chẳng hạn. Okashi. Okashi, chữ Hán là chữ khả và chữ tiếu, nghĩa là đáng cười, kỳ lạ, theo ý nghĩa là tiêu cực. Urusai. Urusai cũng là một tính từ đuôi y tiếp theo. Chữ Hán là chữ phiền, nghĩa là ồn ào, ầm ĩ. Sensei. Sensei là viết bởi hai chữ Hán là chữ tiên và chữ sinh. Và ở đây thì cách gọi này có thể là để gọi giáo viên, học sinh, họ gọi giáo viên hoặc là để gọi bác sĩ cũng được. Yakedo. Yakedo, chữ Hán là chữ hỏa và chữ thương, nghĩa là vết bỏng. Và bị bỏng, chúng ta có cả cụm là yakedo o shimasu. Kega. Kega nghĩa là bị thương, cũng là vết thương. Và cũng tương tự như yakedo o shimasu thì kega cũng có cách kết hợp là kega o shimasu. Chữ Hán là chữ quái và chữ ngã. Seki. Seki, chữ Hán là chữ khái. Và chúng ta có cụm từ là seki ga demasu,
khái và xuất nghĩa là bị ho. Influenza. Influenza là bị cúm dịch. Sora. Sora, chữ Hán là chữ không, nghĩa là bầu trời. Taiyo. Taiyo, thái và dương. Thái dương thì tất nhiên nghĩa là mặt trời. Hoshi. Hoshi, chữ Hán là chữ tinh, nghĩa là sao. Kaze. Kaze, chữ Hán là chữ phong, nghĩa là gió. Higashi, nishi, minami, kita. Tiếp theo chúng ta sẽ học bốn từ chỉ phương hướng đông tây nam bắc, lần lượt là higashi phía đông, nishi là phía tây, minami là phía nam và kita là phía bắc. Kokusai. Kokusai nghĩa là quốc tế. Và thường thì người ta sẽ kết hợp danh từ hoặc là một cụm danh từ ở đằng trước để chỉ một cái gì đó mang tính chất quốc tế. Suido. Suido, chữ Hán là chữ thủy và chữ đạo nghĩa là nước máy. Engine. Engine, động cơ, đây là một từ xuất phát từ tiếng Anh. Team. Team nghĩa là đội. Konya. Konya, chữ Hán là chữ kim và chữ dạ nghĩa là tối nay. Yugata. Yugata, chữ Hán là chữ tịch và chữ phương nghĩa là hoàng hôn. Mae. Mae, trước cái gì đó. Osoku. Osoku, muộn, chữ Hán là chữ trì. Konnani. Sonnani. Annani. Konnani, sonnani, annani, như thế này, như thế đó, như thế kia. Europa. Europa nghĩa là châu Âu. Kaiwa. Sau đây chúng ta sẽ vào phần từ vựng kaiwa, phần từ vựng liên quan đến hội thoại. Genki. Từ đầu tiên là từ nguyên khí, genki nghĩa là khỏe. I. I, chữ Hán là chữ vị, nghĩa là dạ dày. Stress. Stress, stress, xuất phát từ tiếng Anh. それはいけませんね。それはいけませんね。Thế thì thật là không tốt, thế thì thật là không được rồi. Đây là một câu cảm thán và thường dùng trong hội thoại. Phần thứ 3 của phần từ vựng ngày hôm nay cũng vẫn tiếp tục là phần Yomimono no Kotoba, nghĩa là phần từ vựng dùng trong bài đọc. Hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là Kongetsu no Hoshi Uranai, nghĩa là bói sao vào tháng này. Từ đầu tiên mà chúng ta học là Hoshi Uranai, chữ Hán là chữ tinh và chữ chiêm, nghĩa là bói sao. Từ thứ hai, Oshiza, chữ Hán mẫu ngư tọa, nghĩa là chòm sao cư ngư. Từ tiếp theo, Hatarakisugi, chữ Hán là chữ động, nghĩa là làm việc quá sức. Komarimasu, chữ Hán là chữ khốn, nghĩa là khốn khổ, gặp rắc rối. Takarakuji ga atarimasu, chữ Hán là chữ bảo và chữ đương, nghĩa là trúng số, trúng sổ số. Kenko, kiện và khang, nghĩa là sức khỏe, khỏe mạnh. Renai, luyến ái, nghĩa là tình yêu, đây là một danh từ. Koibito, chữ luyến và chữ nhân, nghĩa là người yêu. Taki itemu, đây cũng là một từ xuất phát từ tiếng Anh, xuất phát từ từ vựng là lucky item, nghĩa là đồ được cho là sẽ đem lại vận may cho mọi người trong bói toán. Ishi, chữ Hán là chữ thạch, nghĩa là hòn đá và viên đá. Kurede ijo desu. Phần từ vựng của bài 32 kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở bài 33.